Rồi, và tiếp tục hành trình ngày hôm nay, mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng đi tới một khu mà có lẽ rất nhiều người đến đây phải ghé, đặc biệt là những gia đình có con em nhỏ, đó là khu Vinpearl. Khu Vinpearl ở Phú Quốc này rất là lớn. Và ở đây chúng ta đi, lúc nãy em đi taxi từ khách sạn Novotel, theo hướng này là khách sạn Novotel nè. Đi từ khách sạn đi đến đây, đến đây là có cái trạm ngay chỗ ngay ngay đây là khách sạn Eden, khách sạn Eden vàng vàng nè. Đến đây mình chờ xe bus thì 11 giờ bắt đầu từ đây mình đi tới Vinpearl chắc khoảng nửa tiếng. Và bạn đồng nhỏ đang đang ngồi uống nước ngọt đây nè, chờ xe bus tới. Thì con đường đi đến Vinpearl thì cũng khá là gồ ghề, tại vì đang làm đường đó nên mình đi xe buýt cho nó tiện. Rồi em anh chị chúng ta cùng chờ chút xíu nữa nha. Ở đây có chị bán chôm chôm với lại sầu riêng. Ở trồng đây luôn hả chị? Ở đây trồng được hả? À, dâu này chị bán nhiêu ký? Không, nói chôm chôm nè. Mua 50. Ăn thử cái đi. Mua rồi ăn. Thử cái nè. 50.000 ký hả chị? Chợ nó bán 55.000. À. Đây ông nhà vợ chồng ha. Dạ. Ủa phía sau đây là rừng hả chị? Núi hả? Dạ. Ở đâu chị? Vườn ở đâu? Dưới hồ Mây. Vườn chị trồng ở dưới hồ Mây. Hồ Mây là hướng này. Dạ. 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 Đây nó khó hư hơn ha. Dạ. Dạ. Ủa hồi mình đi xe buýt đâu tốn tiền hả? Ờ, xe buýt không tốn tiền, hối có. Ủa xe buýt đây miễn phí hả? Ừ. Dạ. À, nghe là từ đây mình đi tới Vinpearl là miễn phí, chỉ tốn 100.000 taxi từ Novotel cho tới trạm này thôi. Nếu mà ở Eden thì từ đây mình đi miễn phí tới Vinpearl luôn. Này lấy 50 trả tiền tiền trái cây cho chị. Thôi đừng uống nữa. Tại đây tới ở đây tới Vinpearl khoảng 30 cây à. Từ khách sạn tới Vinpearl là 40 cây rồi. Anh có 3.000 lẻ. Rồi bây giờ mình lên xe bus rồi nè. Xe bus Hoàng Long. Xe mát mẻ. Vinpearl. Xe bus Vinpearl. À, bây giờ chưa ai hết, đợi 10 phút nữa. 10 phút nữa xe sẽ chạy. Ủa chiều mấy giờ xe ở Vinpearl chạy về anh? 8:40 là hồi giờ là 2 chuyến anh. Mỗi tiếng một chuyến. Rồi 1:30 một chuyến cho tới 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30. Mình đi chuyến nào cũng được. Rồi và bây giờ chúng ta xuất phát tới Vinpearl bằng con đường Trần Hưng Đạo. Và thẳng con đường này là chúng ta sẽ đến Vinpearl nè. Bên này trời nắng rất là đẹp. Nguyên chiếc xe bus chỉ có
Ở đây tới đó có mấy trạm anh? Nhiều trạm à? Không nhớ luôn. Người làm trên đường đi là có nhiều trạm. À, sau này trạm nó không còn nữa. À, đó còn chạm nữa đúng không? Ngồi vĩnh nha. À, thay vì mình đi nếu như mình không đi xe bus này thì mình đi taxi hoặc là xe dịch vụ. À, từ đây tới đó cũng khá xa. À, đường ở Phú Quốc cũng rất là đẹp ha, nhìn cây cối xanh mát. Xe đông rồi nè, đa phần mọi người đều chọn cái phương tiện xe buýt này là chính. À, nếu mà chúng ta không có đi đâu thì mình đi xe 16 chỗ mà. À, tại vì đi xe này thì không có không tốn tiền đâu anh, miễn phí luôn, thật tình luôn á chứ, ba mấy 40 cây miễn phí luôn. Trời ơi. À, thời gian đi từ Novotel cho đến cho đến Vinpearl này là bằng thời gian từ Sài Gòn ra Vũng Tàu bằng ô ga Phú Quốc này bằng máy bay khoảng 40 phút. À, ngồi xe mát mát lạnh nhìn đường xá đã. Anh bắt tài. Mà ra ngoài trời nắng này chắc vô thủy cung. À, do là mình đi ở đầu trạm nên là lượng khách bắt đầu từ số 0. À, mình là những người đầu tiên. Còn ở những trạm cuối thì sẽ rất là đông. Nên thành ra chút xíu nữa chắc phải đứng đứng lên để
để cho mọi người ngồi, ưu tiên cho trẻ nhỏ với lại người lớn, rất là đông luôn. Con đồng đếm, đếm mấy người, đếm cho mấy người. Nhiều người quá hả? À. Và khu này là đường 30 tháng 4 và khu này có chợ đêm Phú Quốc nè. Không biết chợ đêm ngày hôm nay như thế nào ha. À, để tối xem thế nào rồi chúng ta quay tiếp ở chợ đêm. Và bên đây có một ngôi chùa đền Quang Thánh Đế Quân. Ở đây có rất là nhiều công ty du lịch. Đây có trường trung học cơ sở Dương Đông, trung học cơ sở như là từ lớp 6 cho tới lớp 9. Vì có một số cô chú anh chị ở hải ngoại nên là không có rành về những cái cấp bậc ở Việt Nam, nên thành ra nói rõ để anh chị hiểu. Nếu mình ở khách sạn ở gần khu vực này thì mình đi đến nó cũng gần, nhưng mà ở đâu thì cũng được. Ngày nay di chuyển bằng xe, các phương tiện ở đây cũng rất là rẻ, không có nỗi khó khăn. Ở đây có khách sạn Đảo Ngọc, và phía trước đó là những rất nhiều khách sạn Thi Long Phùng, rồi khách sạn Kim Sơn Phú Quốc, cây me, quán lẩu cây me. Khách sạn Quy Hoàng. Rất nhiều khách sạn đây luôn. Cơ sở rượu, cơ sở sản xuất rượu nữa. Ở đây gần với sở y tế. Lùi về phía sau giờ tới mà. À. Cho thấy kỹ cho hậu. Dạ. Yeah. Chiều mình bắt đầu chuyến về là mấy giờ? 1 giờ nữa bắt đầu có chuyến về. Là ngay chuyến mỗi tiếng 1 tiếng tới 8 giờ luôn. Rồi, 1 rưỡi ha. Rồi lại ngay cái bus station là lần lát lại đổ ở đó đúng không? Ở đây chắc hiếm tình trạng kẹt xe lắm ha. Không kẹt. Hello, chào anh, em nghe đây. Kẹt xe hơi thôi. Dạ khỏe, tuyệt vời. Dạ, em đang ở Phú Quốc. Đúng rồi, xin xe. Phía trước là giao lộ gì đây? Ủng hộ Việt Nam mình chứ, ủng hộ Việt Nam mình. Dạ em nghe. Không, đây là thị trấn Dương Đông. Dương Đông tính Tây. Đúng rồi, tùy theo cái thời điểm. Như hiện tại đang ở Phú Quốc nè. Đúng rồi. Em có nhận được tin nhắn của anh đó. Và đây là khu vực đường Hùng Vương. Con đường Hùng Vương này. Chúng ta thấy có bán rất là nhiều hải sản, rồi lại vật liệu xây dựng, rồi quán bia, rồi tiệm điện. Vâng. Chứ nếu mà những con đường trung tâm ở thị trấn. Vâng, vừa mới qua Covid mà. Đã thông cảm nhé. Vâng, hẹn gặp lại. Chúc mừng bạn. Bánh kem Lan Chi. Chắc là những khu vực này có rất nhiều quán ăn. Bus station đúng không?
ở cạnh bên đó là cái nhà hàng Vino đó, đúng không? Cái chỗ đầu xe đó. Hồi nãy là bắt đầu ngay là chạm ngay khách sạn Eden. À, bắt đầu từ Eden rồi mới kéo dài tới những con đường này, trải qua rất là nhiều bến, rất là nhiều trạm. Bây giờ là hết trạm rồi đó. À, mà chỉ có đậu ngay chỗ Eden thôi. Còn cái chỗ này thì dừng để rước khách thôi. Thì từ cái Vinpearl này sẽ có mỗi tiếng một chuyến đi về tới cuối cùng là Eden. Tới 8 giờ rưỡi là hết. Có cái bản đồ kìa bạn. Rồi có. Ok. Giờ tới Vinpearl giờ này là chắc đi vô thủy cung cho nó mát rồi chứ. À, đây là giao lộ gì đây? Hùng Vương với lại Nguyễn Trung Trực. À. Ở đây đường xá cũng thông thoáng ha. Không được đâu. À, rất là sướng khi mà chọn cái phương tiện này. Không phải, lại nó nhỏ đó. Mình không có nhìn hết được toàn cảnh. Đi vào rừng mà phải đi cái loại xe hoang dã như vậy. Nó mới đúng. Đúng rồi, công viên safari là vào rừng mà. Đâu công viên safari đâu. Đúng rồi, cái bên VinWonder đó. Đi xe vượt địa hình đó. Ở đây này cũng tới safari nè. À. Ồ, ở đây cũng có safari nữa hả? Có chứ. Đây là safari đầu tiên của Việt Nam đúng không? À. Ồ mà cái đó phải của Vin không? Cái đó phải của Vin luôn. Của Vin luôn hả? Đúng rồi. Sau đó là bên tới thằng FRC ở Quy Nhơn. À. Nhưng mà cái safari ở Quy Nhơn mèo lắm. À. Chẳng có cái gì chứ. Thì ở đây mới nhiều rồi, nhiều núi nè. Đúng rồi. Vừa có núi vừa có biển nhiều. Nó nằm trong một khu rừng. À. Nó nằm trong một khu rừng luôn. À. Còn ở Sari kia là nhân tạo á. À. Tại nó xây dựng trên sa mạc thôi. À. Nên cho đó là không có hay. Nó không có thú quý hiếm nhiều. Ừ. Có vài con lèo tèo. À, chúng tôi vùng quẹo đây là đường Nguyễn Trung Trực nè. Ở ngoài đây thì không có phong phú trái cây ha, chỉ có hải sản thôi. Hẻm 306. Có luôn, xe này là đi bọc luôn mà. Tới khu vực này là ít khách sạn rồi. Lúc nãy đường 30 tháng 4 mới nhiều. Ủa safari đây là mình xe của mình hay là xe ở đây luôn ta? Xe nào? Xe mấy xe vượt địa hình rồi đó. Không, trong xe cái xe mà chở trong vườn thú mở đó. À, xe người ta chạy ha, chứ không phải tưởng đâu là xe mình chứ. Không phải. Xe của hãng này luôn. À. Thì họ mới có thiết kế đặc biệt với họ biết cách lái. À. Chứ mình đâu được mang xe vào. À, tưởng đâu cái khu đó mình được mang xe. Là safari đó là mình ngồi trong xe là chạy. Không, nó là vườn thú lớn, nó có vườn thú đóng, vườn thú mở. Giống như ở châu Phi vậy đó. Đúng rồi. Họ là thú xâm người. Rồi show bị gì động vật này nói. Đây là đường Cách Mạng tháng 8 ha. À, vẹo trái vô đường Cách Mạng tháng 8. Và sao đi xe như này? Xe giống vậy. Xe như này luôn. Không mà cái kính nào xem đi ngoài. Đi qua thú xe.
xe ngừng á, xe mình làm gì. Cua thấy nhỏ chứ quá thì lớn ha, đi rộng. Hello em gái, anh nghe đây. Đâu đâu bình thường. Rồi, sao nữa? Đông cái này như nhà. Đây thì không có nhiều nhà cao tầng. À, bây giờ bên phải là biển. Đưa rước sân bay, xua luôn, không có đưa rước sân bay lẫn bến tàu. Đó em có thể tới bến tàu hoặc rồi em đi taxi. Đó hoặc là gia đình em là chắc phải chở là bằng hai con. Gia đình em á là phải chở bằng hai con. Đó thì từ 800 tới 1 triệu á. Một xe đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Quá trời nắng luôn. Quá cái nắng này thiệt rồi. Nhìn chói chang luôn á. Tàu có tốc lên đến 7 vòng luôn rồi. Là thuộc về bãi biển Hồng Lan. Đó là quốc bãi. À, qua đây là đường cửa cạn, nông cửa cạn. Ở đây bán, ở đây có chợ, như chợ vậy đó. Có siêu thị Kmart. Đang làm đường ha, đang làm đường cống. Đô thị Bắc Dương Đông. Solina Phú Quốc Resort. À, ở đây rất gần với Solina.
Cửa sau tránh ra giùm nha. Cửa sau sắp mở.
xe rồi chứ. Cuối cùng chia lại. À, vậy chúng ta còn khoảng 4 km nữa mình sẽ đến Vinpearl. Tới đây đường rất là nhỏ luôn ha.
chứ đây là lớn nhất Tây Nam Bộ rồi. Cái cổng vô đằng kia hả? Ôi chạy tới chạy lại tuốt đằng kia luôn, xa quá thì xa luôn. Ở đây mình thấy lớn rồi ha, ở đây thấy quá trời lớn rồi nè. Mặt đang làm kết thúc đoạn đường, chúng ta đã vào tới khu Vinpearl, rất là đẹp luôn, khu rất là nhiều lâu đài ở đây. Rồi, hẹn gặp lại anh chị trong video clip tiếp theo nha, ở trong cái Vinpearl này, và chúng ta xem ở đây có trò chơi gì nha.